Rồi mới mới tuần trước châm cái cha, giờ châm tiếp cái chim cho anh em nha anh em ơi. Đó cho anh em bắt nha anh em. Xe cá đây cho anh em chơi anh em ơi. Giờ mình châm tiếp cái chim cho anh em nha anh em. Anh em tranh thủ vô bắt cá nha anh em ơi. Đó anh em ghé ngọc tâm nha anh em. Ghé ngọc tâm bắt cá đi ạ. Nay châm thêm chim mới mới bữa mình châm cá tra nha anh em, tuần trước châm cá tra, giờ mình châm cá chim cho anh em nha. Quá trời cá nè. Tài ơi. Tài. Tài ơi. Tài. Tài. Cá về lai chim trời. Đây nha anh em, nay về cá chim cho anh em bắt này. Đó, đây nha anh em, chim đợt này về size lớn đó anh em ơi. Đó anh em cha chim chê ghé ngọc tâm nha anh em. Mới bữa em châm cha xong, châm cha, châm chê, châm chim liên tục cho anh em nha. Đó. Anh em ghé bắt nha anh em ơi. Đó quá trời luôn anh em ơi. Anh em ghé lúc nha anh em. Cá đợt này về size khá là lớn anh em, 2-3 kg không à. Thì anh em tranh thủ vô chơi nhá, tha hồ cho anh em bắt nha anh em. Đó cả xe cá đây cho anh em luôn. Hả? Ủa? Xe cái chân luôn. Đó anh em ghé ngọc tâm bắt nha anh em ơi. Đó này châm chim cho anh em. Cá quá trời cá cho anh em luôn anh em. Cá này anh em không bắt đi đâu bắt anh em ơi. Đó này châm chim cho anh em. Đây khách vô câu cá nãy giờ lên là mầm rồi nha anh em ơi. Đó nãy giờ cá lên là mầm anh em. Hello anh em nhé. Đó chim đợt này về lớn lắm anh em. Anh em ghé bắt nha anh em ơi. Quá trời chim anh em à. Sai đợt này khá là lớn anh em nha. Bao tê cho anh em luôn anh em. Rồi lấy cân cân cho anh em luôn. Đây anh em. Cá đợt này cá chim rất là lớn. Đây, chim cho anh em nha. Chim lớn nha anh em ơi. Đó, chim bao đẹp, bao lớn luôn. Bắt quăng ra chân con lớn lớn này. Bắt chân con lớn lớn này. Quăng ra ngoài cho anh luôn. Để coi con nào lớn á. Con nào lớn nữa đi. Không có. Ờ thịt. Đó đẹp. Chim về quá trời cho này. Ok con đó tải đi. Rồi quăng ra ngoài cho anh đi. Quăng đại xuống dưới đó đi. Để tí nướng nha anh em. Chim mày tí nướng đây. Nướng không mà chiên. Hả? Cá chim, cá chim. Đó, châm cho anh em. À, còn cái hàm răng đó nè anh em ơi. Ôi chà, hàm răng. Đó anh em ghé ngọc tâm bắt nha anh em. Đợt này về chắc khoảng em châm liên tục anh em ơi. Đây nha anh em, đó.
châm chim, cá về liên tục cho anh em chim lớn á. Bàn kỳ anh em. Đó. Đó, châm thoải mái cho anh em, rồi ok. Quá trời cá anh em ơi. Ủa sao nó quá trời nước vậy? Quá trời nước ở trong rồi. Đó, còn nữa nha anh em. Quá trời cá cho anh em luôn nè. Ủa em lựa là sao hả? Đang lựa cá gì vậy? Đó, lựa cá khỏe cho anh em nha anh em ơi. Quá trời cá cho anh em luôn anh em. Hello anh Thanh Liêm nha, hello anh Thành Đạt nha. Anh em mình nay thả cá chim cho anh em bắt anh em ơi. Đó, mình thả vô ao luôn nha anh em. Đó anh em ơi, thả trực tiếp vô ao luôn. Nay về chắc hơn 100 kg rồi nè. Đó anh em tranh thủ chơi nha. Hello anh Thọ Đoài nha. Đây này em châm cá chim anh em ơi. Châm cá chim cho anh em. Quá trời cá luôn anh em. Đây anh em. Cá còn rất là nhiều. Cá rất là nhiều nha anh em. Đó, cá đợt này về khá là lớn nha anh em. Đó, đợt này về cá lớn cho anh em không à anh em ơi. Nè anh em. Cá đợt này về lớn lắm. Đây nè. Khá là nhiều cá để châm cá chim cho anh em nha anh em. Cá chim châm hồ tạp cha chê chim nha anh em ơi. Đang lựa cá khỏe cho anh em nha. Đó, lựa cá khỏe cho anh em bắt luôn. Quá xài, cá. Quá cá anh em ơi. Còn nữa nha anh em. Đây. Ba sọt châm cho anh em tết ga luôn anh em.
Đó, chim nha anh em ơi. Hết chưa? Hơn 100 kg cho anh em mình nè. Rồi ok. Con này yếu cứ bỏ ra nha. Quá trời nước rồi. Đây, gọi 53. Tí nữa trừ để bì với cái bích nó xem bao nhiêu. 53. Xoay tí đổ từng con ra coi giữ lại coi nước để trừ nha. Ý là cứ đổ từng nửa ra đổ coi trừ lại coi sao. Hơn 100 kg nữa nè. Quá trời nước này, bữa sau để ý mấy thằng kia bắt cá mình cũng để ý cái vụ này nha. Mà bữa cá chấm đen đồ bỏ đây đây anh em. Nay thứ bảy anh em đi đâu hết rồi anh em ơi? Đó. Cứ đổ nửa ra đi. Coi để biết đường trừ nước lại cho nó thoải mái. Đó, quá trời cá rồi nè anh em ơi. Cần thì ít mà cá thì nhiều. Đó. Ây dồi, dạ. Vớt lên đi. Em à, coi khui đó. Rồi nha anh em. Vô bắt cha chim chê nha anh em ơi. Anh Xô ơi, em like để anh Xô ơi. Đây. Cá về nha anh em ơi. Cá về cho anh em đánh chiều nay nha. Về 100 kg cho anh em nha anh em. 63, đây hồ này. Đây, tới đây đi. Tới đây luôn đi. Tới đây đổ đoạn này đi. Về 100 kg chép Tân Mai thả xuống ăn luôn nha anh em ơi. Cho anh em đánh từ giờ đến chiều nha. Đó, đây, đổ đây luôn. Đứng đổ đầu cần, đổ chỗ này. Đó, cho anh em chơi nha anh em ơi. Đó, cho anh em chiều nay đánh nha anh em. Rồi, anh em vô Ngọc Tâm nha anh em. Này sáng giờ báo cá luôn đó anh em ơi. Báo cá nhưng mà vẫn châm thêm cho anh em nha anh em. Đó. Cho anh em chơi nha anh em. Ship hỏa tốc từ Tân Mai về đây cho anh em luôn. Đó. Cho anh em 5 bao nha anh em. Cân anh Tài ơi.
Dưới kia lên cá luôn kìa anh em kìa. Đó. Cá vẫn lên là mầm nha anh em. Cá lên là mầm nhưng mà hôm nay em vẫn châm cho anh em. Hôm qua đã châm rồi nha anh em. Hôm qua châm 200 kg rồi đó. Mình có live stream nha anh em. Hôm qua châm 200 kg, nay châm tiếp 100 kg nữa cho anh em nha. Đó. Anh em ơi, vô Ngọc Tâm đi anh em. Đó. Lụm nha anh em. Lấy cân đi anh Tài à. Hello anh đang tốt nha. Cá bên em đang hai xôi nha anh em. Đang hai xôi. Cá sáng giờ lên quá trời lên nha anh em. Live stream mà cháy máy luôn. Nhưng mà vẫn châm thêm cho anh em nha anh em. Đó. Anh em tranh thủ vô chơi nha. Lại nha. Đó anh em ơi. Vô Ngọc Tâm nha. Đó mình nay mình châm cho anh em đánh chiều. Ui giời, cá này quá đẹp thế, mượt đẹp luôn. Đây anh em. Cá như ngọc trinh luôn thế này. Rồi 21. Rồi đủ. Rồi rồi anh đổ luôn. Đây nha anh em, cá cực kỳ đẹp, thả xuống luôn. Cá rất là to. Cầm cầm anh ta. Không cần ghi đâu anh Tài ơi, không cần ghi đâu. Đây người ta thả chuẩn, họ cân chuẩn lắm. Đây cá lên luôn. Anh em ơi. Đấy. Mẹ lính đánh thuê này chắc đuổi quá, bắt cá mà quá dữ anh em ơi. Đây nè. Đấy. Chưa tê, chưa tê. Đây anh em, cá lên luôn nha. Đó. Vẫn châm nha anh em. Đấy cá, ui xời, cá nó đẹp. Rồi đủ má. Đủ. 21. Rồi. Trời trời cái gì vậy? Lính đánh thuê này có quýnh được không? Chơi hơi kỳ nha lính đánh thuê. À lính đánh thuê này chơi hơi kỳ ạ. Má cá đẹp quá này, khỏe cá này. Ê nè. Cá đẹp như ngọc trinh luôn nha nè. Đó. Quá đẹp. Ông này hay nhờ. Rồi đủ. Đó, châm cho anh em chơi nha. Ai xa. Tính ra 2, 4, 6 con. 6 con 20 kg anh em ơi. Má cái miệng nó hớp hớp nó đói rồi. 20. Đó nè. Đó, châm cá cho anh em chiều nay nha anh em. Đó, châm buổi chiều cho anh em chơi. 1, 2, 3, 5, 6. Có sang ngày á? Tại. Cũng có mà. Cũng có. Bây giờ sang ngày chưa lên đúng không? Đâu, như bên kia lên con rồi chứ. Nãy giờ bên kia lên 2-3 con rồi mà. Vừa lấy báo hai mấy anh quên rồi. Không cứ hỏi đi sao đó. Bảo anh em để lần sau bảo anh em hô lên nhắn để biết nhất nhì. Đủ 20. Rồi đủ. Đó. Vô nha anh em. Dơ dơ cái dèo lên ra cho anh em đi. Kéo cái dèo lên cho cá bên trong nó ra để cho anh em câu luôn đi. Ừ. Ý là cá nó đang đâm vô cái dèo đó đó. Gỡ ra cho anh em chơi. Đó. Mình châm về 100 kg cá tân mai để cho anh em chơi nha. Đây. Ô. Chết rồi. Đổ lộn vô đây rồi. Đổ ra ngoài đi. Chết bài gì đổ lộn trong cái dèo của ông anh này anh em ơi. Đây. Mới câu 2 tiếng mà làm. Làm quá làm anh em ơi. Đó. Đó anh em. Mr. Trầm nha anh em. Đó. 5 con rồi. À dạ. Đó. Mới câu có 2-3 tiếng. Bắt quá bắt rồi. Đó. Vô chơi nha anh em. Đang hai xôi anh em ơi. Cá lên rất là đều. Lên lia lịa luôn anh em. Đó, nhưng mà vẫn châm thêm cá để cho anh em mình đánh tới chiều nha anh em. Chiều nay cho anh em chơi nha anh em. Đó, anh em thấy cần còn ở ngoài kia không? Cá nó lên quá mà không dám lấy luôn đó anh em. Lên liên tục, liên tục. Liên tục vậy mà vẫn châm nha anh em. Đó, cá dưới nữa kìa. Ây da, bông rồi. Đó, anh em tranh thủ vô ngọc tâm nha anh em ơi. Quá trời đã anh em ơi. Đó, hai hồ đang sôi luôn nha anh em ơi.
Đó, đây nha anh em, hai cành đang sôi quá trời cành này luôn rồi, anh em chạy vô nha anh em. Châm thêm cho anh em chiều vô nha anh em ơi. Rồi ráng chiều chạy vô Ngọc Tâm chơi nha anh em.